mục cuối cùng của ngày thi hôm nay là một thí sinh đã lớn tuổi. Đường xa, cô lặn lội đến từ sáng sớm và chỉ mới ăn được nửa chiếc bánh mì. Thời gian chờ đợi khá lâu, có lẽ cũng làm cô nóng lòng muốn được bước lên sân khấu hơn. Cô giới thiệu một tí về mình nha. Xin kính chào ban giám khảo và xin kính chào khán thính giả. Thí sinh tên là Nguyễn Thanh Thúy, sinh năm 1957, đến từ Lâm Đồng. Hôm nay là cô hát bài gì hả cô? Dạ, thí sinh hôm nay xin phép được dự thi bản nhạc riêng Một Góc Trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên kèm theo đánh đàn guitar. Dạ. Dạ, dạ. Dạ xin phép. Cô viết xong con bấm là tại vì con đánh giá được rồi chứ không phải là cái phần trình diễn của cô không tốt đâu. Dạ. Cô đang làm công việc gì? Dạ thí sinh vừa làm vườn mà vừa là thầy thuốc chuyên dây ấn huyệt. Dây ấn huyệt bấm huyệt cứu những trẻ câm phát âm được và những trẻ bại liệt đi đứng được. Không cho sử dụng thuốc, giúp trẻ từ thiện hoàn toàn. Dù hoàn cảnh của thí sinh còn gặp nhiều khó khăn. Ở trên đồi và không có điện, không có nước xài, nhưng vẫn cương quyết cứu trẻ khuyết tật. Cô ơi, cho con hỏi là
sao cô biết đến chương trình mà cô quyết định tham gia vậy? Dạ, thí sinh xin trả lời là ở trên đồi hai chị em gái còn độc thân, thí sinh thì 60 tuổi rồi, em gái 50 tuổi, ở chung ở trên một cái đồi hoang vắng thì không có điện, không có điện thì không có phương tiện gì để mình biết được thông tin này nọ kia đâu. Nhưng mà có một vị ở thành phố Hồ Chí Minh, vị đó là bây giờ là kỹ sư, thân nhân của trẻ khuyết tật mà trước đây thí sinh đã từng dây ấn quyệt, thì thân nhân của trẻ mới gọi điện thoại lên hỏi cô Thúy ơi, cô Thúy có muốn dự thi hay không. Nghĩa là thí sinh nói muốn lắm, cô muốn lắm, nhưng mà cô chỉ có cái đàn guitar được mọi người mới tặng thôi. Có cái đàn cũng có một người biếu tặng chị á, bằng ngày thì làm đó, rồi tối rồi đốt đèn dầu đó, chị hát với chị đàn. Chị hát hay chứ đàn hay lắm, nghe buồn lắm. Lúc mà chị đi 3 giờ khuya, cô leo lên gác, cô rò đèn pin, cô đi chỗ đoạn đường vắng, đằng cô nghe có cái gì đằng chị la lên đằng cô nghe, rồi cô canh cho chị đi xuống được tới chỗ sớm rồi là cô mới hết đứng cửa sổ. Khi biết tin được mời lên thì đợt này nè, 2 giờ mấy 3 giờ khuya, rọi đèn pin sôi từng bước đi xuống đồi để đến quốc lộ 20 đón xe khách đi lên trên đây, mà phải đi chậm chạp, mang ở sau một cái ba lô quần áo á, rồi với cái đàn guitar, nhưng mà vừa đi vừa niệm Phật, nghĩa là đừng trơn té, tại vì lớn tuổi trơn té sẽ gãy xương thôi, rồi chỉ sợ là mình không dự thi được, gãy xương thì không dự thi được. Cô cho con hỏi là lý do nào mà cô lại đi thi được không ạ? Cái động viên để dự thi, để hy vọng được lãnh một phần thưởng nhỏ nhỏ nào đó thôi, chứ mình không có hy vọng rằng mình sẽ đạt phần thưởng nhiều tiền, lớn tiền đâu. Để có thể mình có cái tiền đó mình xây một cái bể để chứa nước mưa, tại vì ở trên đồi đào hai cái giếng mà không có nước, sẽ mua được mấy cái bình ắc quy nhỏ nhỏ đó, rồi cái mình thắp đèn ở trong nhà, thắp đèn trên bàn Phật. Thêm cái điều này nữa thôi là ở trên đó có ai giúp đỡ cho cô hay không? Dạ, nếu ban giám khảo hỏi thẳng cái câu này á, thì thường thỉnh thoảng thì những người giàu ở thành phố Hồ Chí Minh á, hay gửi quà từ thiện, ví dụ trong đó có gạo, có bột ngọt hay là dầu ăn hay đường vậy đó. Chùa nghĩ tới thương á, thì chùa gọi điện qua để nhận. Thì thí sinh là người phải vác gạo trên vai nè, rồi sách nè, đi 4-5 cây số đi lên dốc trên đồi. Dạ, tại vì em gái thì 50 tuổi vẫn còn độc thân, hai chị em độc thân từ nhỏ tới lớn, nhưng mà em gái không dám ra ngoài, tại vì có một lần bị côn đồ ở trên đồi nó sàm sỡ, vì thế đi xuống đồi thì phải đi ngang một cái đoạn đường vắng, thì thấy em gái không có dám đi, rồi thí sinh phải là người đi. Dạ, trời, sao cuộc sống của cô nó cơ cực đó. Không sao đâu, bình tĩnh sống. Dạ dạ, bình tĩnh sống, câu này hay. Dạ, bình tĩnh sống. Dạ, ừ, câu này là slogan của năm nay. Dạ, không sao đâu, bình tĩnh sống. Dạ, bình tĩnh sống. Dạ. Con ghi nhận cái câu nói. Con ghi cái câu này vô máy con liền. Thế bây giờ như này, con không biết là cô có được giải không, nhưng mà con tặng cô cái bể nước. Còn con thì con tặng cô 5 triệu để cô có chi phí cô sinh hoạt vậy thôi. Mua dạ, bình ắc quy. Dạ vâng. À, con dạ, tặng cô 5 triệu, cô muốn xài gì cũng được. Dạ. Cô ăn uống rồi cô mua cái gì đó cô thích. Dạ, dạ. Hay là cô làm những cái chuyện gì đó mà cô chưa làm được. Dạ, dạ. Không có nhiều đâu, nhưng mà con nghĩ là cũng là một cái món quà mà con muốn tặng cô, là vì con cảm mến, con quý cái cách sống giản dị của cô. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Bởi vì khi mà cô hát thì bản thân con ấy, thì con không có đánh giá về tất cả những cái gì mà gọi là một ca sĩ hay là một nghệ sĩ. Con chỉ đánh giá là một người đam mê nghệ thuật và rất là tâm hồn. Giống như là ở xung quanh cô không còn ai, cô hát theo cái tình cảm, cái trái tim của mình. Và cái đó thì là cái mà rất là quý. Qua phần hát của cô mộc và nó đến từ tâm hồn. Cô làm cho mọi người cảm được những cái điều cô đang làm. Dạ. Con nghĩ là thì bất cứ một cái nghề nghệ thuật nào thì cũng quan trọng nhất là để khán giả cảm được cái điều mình làm thôi. Cái giọng hát của cô nó có cái lạ để người ta nghe, mặc dù nó không phải là một cái gì để chỉnh chu, nhưng mà người ta vẫn thấy nó lạ và vẫn muốn nghe nó. Vâng, bản thân con cũng rất là đồng ý với anh Mằng Kiều cũng như Trấn Thành ở đây. Rõ ràng ở đây mọi người muốn đồng cảm với cô, đồng cảm với cái cuộc sống của cô
đồng cảm với cái tâm hồn của cô. Và cái đó con nghĩ là nó đáng quý hơn rất là nhiều cái việc là cô đến đây thi thố hay được giải hay không. À, cô có đủ sức để vào vòng tiếp theo không? Dạ thưa được. Chơi ạ, à, đúng không? Dạ, dạ. Dạ, nếu... chơi ạ. À. Dạ. Nói gì chứ, làm gì làm chứ là chơi là tới bến à cô ha. Dạ, dạ, dạ. Cô đủ sức vào vòng tiếp theo, con đồng ý cho cô vào vòng tiếp theo. Dạ, dạ. Con thì à, thực sự là con không có cách nào để con không đồng ý đâu. Dạ, hoàn toàn đồng ý. Vâng, chúc mừng cô. À, cô ba sự đồng ý ạ. À, cảm ơn cô. Hôm nay cô rất là dễ thương và chúc cô có thật nhiều sức khỏe và hãy luôn luôn yêu đời như vậy và hãy bình tĩnh sống. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Chúc mừng cô Thúy. Hy vọng cô sẽ bình tĩnh sống cuộc sống an nhiên với âm nhạc trong ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi tĩnh lặng của hai chị em. Cô cũng ít có bạn, cô chỉ có bệnh nhân của mình thôi. Vì thế đàn hát và âm nhạc có thể là một cái người bạn đồng hành. Khi hát được thành công, cô thấy rất là vui, rất là an ủi cái cuộc đời sống của mình. Hai chị em sống cuộc sống nhỏ nhoi, nó âm thầm lặng lẽ chứ mà nó cũng hạnh phúc. Số phận của một con người, mình gặp nhiều chuyện không được vui hoặc quá cực khổ, đó là một sự mài dũa. Xin cảm ơn đời đã mài dũa chúng tôi. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.